Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh khó khăn chung năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ta ước đạt 5,77%, dù không đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra là 7,5-8% như nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ đề ra do các yếu tố khách quan tác động. Thế nhưng, đây là con số thể hiện sự nỗ lực quyết tâm rất lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã có từng giải pháp tháo gỡ ở từng thời điểm đưa tỉnh vượt qua khó khăn. Để tìm hiểu rõ hơn về điều này, đồng nghiệp của chúng tôi có buổi phỏng vấn ông Dương Hoàng San, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2023 thì ông có những đánh giá như thế nào? Như chúng ta đã biết thì năm 2023, mặc dù kinh tế thế giới cũng như trong nước cũng còn rất nhiều khó khăn, nó có tác động rất lớn đến kinh tế của nước nói chung, mà trong đó có tỉnh Sóc Trăng chúng ta nói riêng. Riêng Sóc Trăng chúng ta thì lại là các sản phẩm chủ yếu là sản xuất để xuất khẩu, cho nên càng chịu ảnh hưởng rất lớn của kinh tế thế giới. Tuy nhiên thì với chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban cũng như phấn đấu của người dân và doanh nghiệp thì kinh tế Sóc Trăng năm 2023 chúng ta tăng trưởng là 5,77%. Và đây là cái tốc độ tăng đứng thứ 7 so với khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thứ 39 so cả nước. Đây là phấn đấu rất lớn của tỉnh Sóc Trăng chúng ta. Đặc biệt là riêng năm 2023, kinh tế của tỉnh là tăng trưởng liên tục từ quý 1, quý 2, quý 3 và quý 4. Quý 1 tăng trưởng chỉ 3,3% thôi. Quý 2 tăng 4,02%, quý 3 tăng 7,74% và quý 4 là chúng ta tăng 8,13%, đóng góp chung cho cái tăng trưởng chung của nền kinh tế như thế. Từng khu vực đóng góp cho tốc độ tăng trưởng kinh tế năm nay thì dấu ấn nằm ở khu vực nào và khó khăn nằm ở khu vực nào, thưa ông ạ? Đối với khu vực 1 thì hai quý đầu tiên của năm thì tăng trưởng âm. Thì đây là tỉnh ủy rất là lo. Tại sao thế? Tuy nhiên thì ngành nông nghiệp đã có cái sự khuyến nghị với người dân là thay đổi lịch thời vụ sản xuất, cho nên là chủ yếu là khi thu hoạch là tập trung vào quý 3 và quý 4. Cho nên quý 3 và quý 4 của năm 2023, khu vực 1 thì tăng trưởng là tương đối là khá. Từ đó là đã làm cho khu vực 1 tăng trưởng là được 2,76% của năm 2023. Đặc biệt trong khu vực 1 thì năm 2023 này thì nếu tính theo cái giá hiện hành thì cái tăng trưởng rất là mạnh, là thu nhập cho người dân chủ yếu từ giá hiện hành. Và trong đó thì như chúng ta đã biết là Sóc Trăng chúng ta là một trong những tỉnh mà cái sản xuất lúa chất lượng cao là lớn nhất cả nước, cho nên là cái thu nhập người dân tương đối là ổn định trong năm 2023. Riêng khu vực 2 thì nó lại là Sóc Trăng chúng ta lại là cái khu vực chế biến thủy sản là chủ yếu. Cho nên khi mà cái sản lượng thủy sản không tăng ở quý 1 và quý 2, nó làm cho khu vực công nghiệp chúng ta cũng không tăng. Và bắt đầu có định hình và bắt đầu phát triển từ năm quý 3 và quý 4. Đồng thời trong năm 2023 có một số dự án công nghiệp mới, trong đó có dự án điện gió là đưa vào hoạt vận hành thương mại. Thì riêng cái điện gió là năm 2023 chúng ta tăng trưởng trên 27%. Nó góp phần cho cái khu vực 2 tăng trưởng là 7,39%, là tương đối là cao. Đầu tiên thì cũng lo, nhưng mà cuối cùng chúng ta tăng trưởng là 7,39%, là tương đối cao trong cái tăng trưởng chung của nền kinh tế đó. Trong khu vực 2 thì có một cái điểm nhấn rất là đặc biệt của Sóc Trăng chúng ta là vấn đề xây dựng và đầu tư. Và năm 2023 phải nói là cái vốn đầu tư và hoạt động xây dựng nó đã góp phần rất là lớn cho cái tăng trưởng khu vực 2. Đặc biệt là đối với một số dự án mà chúng ta đã khởi công là dự án cao tốc Châu Đốc Sóc Trăng và cái cầu Đại Ngãi. Đây là hai dự án rất là trọng tâm của tỉnh Sóc Trăng trong năm 2023. Riêng đối với khu vực 3 thì lại là đây là khu vực mà chúng ta có một cái đóng góp rất lớn cho phát triển kinh tế của tỉnh Sóc Trăng năm 2023. Hiện nay thì khu vực 3 là chiếm gần 40% trong cái cơ cấu chung của nền kinh tế. Và năm 2023 tăng trưởng 8,76%. Mặc dù chúng ta tăng trưởng thấp hơn năm 2022, nhưng
tăng trưởng 8,76% là đứng thứ tư của đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 12 so với cả nước. Trong năm 2024, mục tiêu của tỉnh là tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 7 đến 7,5%. Như vậy thì tỉnh ta phải nỗ lực như thế nào để đạt con số này thưa ông ạ? Tăng trưởng từ 7 đến 7,5%, đây là mục tiêu cũng tương đối là khá cao. Tuy nhiên không phải là chúng ta không phấn đấu được, mà chúng ta sẽ tập nên theo ngành chúng tôi thì nên tập trung một trong những cái lĩnh vực mà tỉnh ủy ban đã chỉ đạo rồi. Thì đối với khu vực 1 thì hiện nay khu vực 1 là chúng ta đang dừng lại là không nên tăng quá nhanh về sản lượng, mà nên tập trung tăng về cái giá trị. Mà đặc biệt Sóc Trăng chúng ta là lợi thế rất lớn là các sản phẩm có giá trị rất cao, trong đó là cây lúa, củ hành, đó là hai cái lĩnh vực mà có giá trị tương đối cao mà chúng ta cần tập trung. Mà khu vực 1 một mặt nữa là có một cái điều kiện phát triển tương đối là khá và có thể có nhu cầu cao hơn nếu như thị trường chúng ta tìm được tốt, đó là cái ngành nuôi trồng thủy sản. Đây là hiện nay là cái nuôi trồng thủy sản Sóc Trăng là một trong ba tỉnh mà có cái sản lượng thủy sản cao nhất cả nước. Thì cái đây là lợi thế của tỉnh Sóc Trăng, mà nếu phát triển được thì khu vực 1 cũng là đóng góp cho năm sẽ tăng trưởng cao hơn năm 2023. Còn khu vực 2 thì năm 2024 chúng ta chưa có một sản phẩm mới mang tính đột biến. Tuy nhiên thì công nghiệp chế biến thủy sản đang phục hồi và phục hồi tương đối là tốt. Trong đó đặc biệt là đối với lĩnh vực các cái nhà máy điện gió hiện nay chúng ta đã hoàn thành toàn bộ đưa vào vận hành thương mại. Trong khu vực 2 có một lĩnh vực mà chúng ta cần quan tâm và gần như đây là đột phá của tỉnh Sóc Trăng, mà nếu chúng ta khai thác tốt nó sẽ phát triển rất là mạnh, đó là đầu tư và xây dựng. Các dự án lớn của tỉnh Sóc Trăng đã khởi công rồi, mà vốn đầu tư sẽ tăng rất mạnh trong năm 2024, đó là đường cao tốc, cầu Đại Ngãi, tuyến đại lộ Đông Thay của tỉnh đang đầu tư rất mạnh. Đây là những cái lợi thế. Còn đối khu vực 3 thì hiện nay mặc dù chiếm tỷ trọng cao và đóng góp rất lớn trong cái khu vực tăng trưởng của tỉnh Sóc Trăng, tuy nhiên thì những năm gần đây là sự cạnh tranh rất là lớn giữa cái hoạt động thương mại truyền thống và các hoạt động thương mại điện tử, mà Sóc Trăng chúng ta hiện nay thì đang chậm lại về phát triển thương mại điện tử so với khu vực và cả nước. Tuy nhiên cái lợi thế của Sóc Trăng là cái dịch vụ lưu trú và ăn uống phát triển rất là mạnh và đang có xu hướng tăng lên, thì đây là lĩnh vực mà chúng ta phải cần khai thác trong năm 2024. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia phỏng vấn ạ.